một câu chuyện buồn của khán thính giả câu chuyện này thật sự đúng là một bi kịch buồn thật là buồn chị nói là chị theo dõi cc mấy năm rồi cách đây vài năm khi chị sanh cái đứa con sau này nè thì chị muốn viết giống như là viết nhật ký đó nhưng mà chị muốn viết chuyện chị mê lắm chị mê viết chuyện ngày xưa đó chị đi học á chị học văn giỏi lắm thì à, chị có viết nhật ký cho cuộc đời của chị nhưng sau đó ba chị bảo lãnh chị qua mỹ cho nên là thôi chị không có viết nữa khi qua tới mỹ rồi thì cuộc sống rất là bình yên mười năm sau sóng gió ập đến gia đình của chị tan nát một gia đình nhưng mà bây giờ thì khóc không khóc được cười không cười được sáu mươi chưa gọi là lành cho nên là dù các bạn có sống tốt đến đâu, các bạn có yêu thương gia đình đến đâu, 50% thôi các bạn, các bạn hãy yêu thương lấy các bạn. Các bạn mới chính là cuộc sống của các bạn. Tôi rất xấu hổ khi tôi phải kể ra câu chuyện này. Tôi viết nhật ký được một thời gian, nhưng bây giờ thì đã có mạng YouTube nếu tôi nói tôi bất hạnh cũng không đúng tôi nói tôi lăng loàn cũng không đúng bây giờ tôi cũng không biết tôi là gì thật là rất xấu hổ khi tôi kể câu chuyện về cuộc đời của tôi và bây giờ tôi coi như là mỗi người có một số phận câu chuyện của chị là gì xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe Ba mẹ tôi ly dị lúc tôi còn nhỏ. Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái. Khi giải phóng, ba tôi vượt biên ở đảo sau đó được định cư tới Mỹ. Trong vòng 10 năm, lúc ba đi như vậy là gia đình bên nội tôi tưởng là ba mất tích luôn rồi vì ba không có liên lạc về. Tôi vẫn ở bên ngoại, vẫn ở bên nội. Bên nội bên ngoại gì cũng rất là thương tôi. 10 năm sau nhận được tin của ba là cú sốc của bà nội vì bà nội cứ nghĩ rằng là ba đi vượt biên đã chết khi ba về bà nội ôm ba rồi bà nội gục luôn bà nội ra đi luôn ngay trong lần đầu tiên gặp ba ở bên nước ngoài về đây là cái cú sốc của gia đình quá nặng không ai trách ba cả vì ba đâu có lỗi ba cũng đâu có tội gì gia đình bên nội không có giàu nhưng mà lúc đó không biết may mắn sao thì ba đi vượt biên được. Bà nội gục rồi. Thế là đám thang bà nội. Thì ba mới thấy rằng là ba mất đi một người mẹ. Mặc dầu là không có ở gần mẹ một thời gian. Nhưng mà mẹ vẫn là mẹ. Ba đau khổ lắm. Cho nên ba mới nói rằng là ba bảo lãnh con. Vì bây giờ bà nội mất rồi, Vợ thì ba cũng không có Ba bảo lãnh con Qua ở với ba Thì lúc đó tôi mới có bồ thôi Tôi nghe ba nói thì Cũng thương ba Đám tang bà nội xong Ba buồn, ba không có ở lâu Ba dự định về tháng Mà cuối cùng có một tuần à tang lễ bà nội xong là ba đi về luôn Từ lúc đó ba không có Nói chuyện với ai nữa hết Và ba tự trách bản thân của ba là vì ba mà bà nội ra đi Gia đình mới nhận được tin của ba Và bà nội có nói ba về Bà nội chúng muốn ôm ba một lần Rồi bà nội ra đi cũng được Nhưng mà không ngờ câu nói đó là quá đúng Ba đâu có nghĩ câu nói đó gì đâu Nhưng mà sau này ba mới nghĩ tới Đó là lời chăn chối của bà nội Đúng là khi ba về Bà nội ôm ba trong lòng Khoảng chừng 30 phút à, là bà nội đi luôn. Khi mang vào tới bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ nói là bà nội đã tắt thở khi bước vào cổng bệnh viện rồi. Còn lúc trên đường chuyển bà nội tới thì bà nội vẫn còn hói hóp cái ánh mắt cuối cùng mà người ta nói là bà nội hồi dương đó. Tại vì ở trên xe là có tôi, ba tôi bà nội và một người bác lúc đầu thì bà nội mắt cứ nhắm lại lúc mà bắt đầu từ ở nhà chuyển đi ra xe hình như bà không còn biết gì nhưng mà xe đi giữa đường thì tự nhiên bà nội mở mắt được bà còn giơ tay thì ba tôi chụp lấy tay bà nội liền hình ảnh đó tôi cũng không bao giờ quên giống như là theo như bác tôi nói thì cái đó là hồi dương đó những người họ sắp mất họ hay hồi dương. Tôi biết vậy thôi chứ tôi cũng không biết là hồi dương là như thế nào lúc đó. Khi mà tôi thấy bà nội có vẻ tỉnh lại thì tôi mừng quá. Tôi còn nói bà nội tỉnh rồi, bà nội tỉnh rồi. Ba tôi nắm tay bà nội kề sắc mặt bà nội hung bà nội. Rồi cứ nắm tay như vậy đó. Thấy mắt bà vẫn còn mở. Bà nhìn ba, bà nhìn bác bà nhìn tôi. Tay phải bà nắm tay ba, còn tay trái thì bà hình như là không cử động được. Cái cánh tay nhưng mà cái ngón tay bà vẫn nhấp 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 được. Thì tôi và bác nắm tay bên trái, nhưng mà hình như là không cử động được. Cái tay trái của bà, những cái ngón tay nó nhấp nháy như vậy là tại vì xe chạy nó, nó, nó dần 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 á thật ra mình nhìn thì mình nghĩ rằng là tay trái bà giống như là bà bà đưa mấy ngón tay Bà mắt tôi với lại bác tôi nhưng mà không phải không phải chỉ có tay phải của bà là ngay trong cái lúc đó thôi thì cũng mừng và hy vọng rằng tôi nhớ lời bác tôi nói mẹ xúc động quá khi gặp em thì bây giờ chắc mẹ ok rồi hy vọng vào bệnh viện thì có bác sĩ thì mẹ sẽ trở lại bình thường nghe như vậy tôi cũng có an tâm thì um, cứ nắm tay mẹ như vậy đó khi xe hụ còi lớn lắm tôi bị ám ảnh cái đó luôn á ba tôi cũng vậy bây giờ mỗi lần nghe xe cứu thương hụ còi là hình như là tâm hồn của ba không có được bình yên cho tới bây giờ luôn nè ba tôi bây giờ lớn tuổi lắm rồi nhưng ông sống trong một cái nỗi buồn vô tận cuộc đời của ông không may mắn nên tôi luôn luôn bên cạnh chăm sóc ba tôi khi gần tới bệnh viện rồi thì thấy đôi mắt của bà vẫn còn mở ba mới nhắm xe tới cửa bệnh viện thì ngừng lại và bắt đầu thấy y tá trong đó chạy ra nhiều lắm bắt đầu cửa mở thì có một bác sĩ leo lên trên xe và sau đó ông lắc đầu rồi ông rút cái ống thở ra Ông nói rằng là bà cụ đi rồi. Cái hình ảnh đó đó. Khi bà tôi nghe được như vậy, ba tôi chịu không có được. Ba tôi đã đẩy bác sĩ, đẩy hơi mạnh cho nên ông ngã vào người tôi. Rồi ba ôm sóc, bà nội lên, gào khóc, thảm thiết đó. Mẹ mày không thể bỏ con đi như vậy được. Con từ một nơi rất là xa xôi Về bên cạnh mẹ Hơn 10 năm con không gặp mẹ rồi Bây giờ con phải gặp mẹ Nhưng rồi Mọi người kéo ba ra Và đẩy mẹ đi vào Trong phòng cấp cứu Thì ba tôi mới quay sang Ôm lấy bác của tôi và nói rằng là mẹ chưa đi phải không chị chị có tin điều đó không mẹ không đi phải không chị mẹ mà ra đi đó là em là người có tội vì nếu như em không về thì mẹ không bị như vậy em mong là mẹ hãy tỉnh lại để minh oan cho em em không hại mẹ thì bác của tôi mới ôm ba của tôi lại em không có lỗi gì hết mẹ bị bệnh tim mẹ bị lâu rồi khi tôi nghe như vậy tôi mới biết ờ bà nội bệnh tim chứ bao lâu nay tôi đâu biết bà nội bệnh tim rồi tôi thấy bác tôi dìu ba của tôi ra ghế ngồi ba tôi đau khổ lắm vì ba tôi nghĩ rằng là tại ba tôi mà làm cho bà nội mất ba tôi buồn lắm ba tôi hối hận cho tới giờ luôn đó cho nên vì thấy ba ba cứ cho là cái chết của bà nội là do ba thì ba mới nói với tôi là bây giờ ba không còn người thân thương bà nội ra đi rồi thì bây giờ ba còn có con con có thương ba không nếu con thương ba đó thì ba sẽ bảo lãnh con qua mỹ thì tôi mới nói rằng là ba ơi con có thai rồi nhưng mà họ chưa có cưới con ba có chấp nhận được không thì khi nghe nói như vậy hết hồn từ cái hết hồn này tới cái hết hồn khác ngày xưa lúc đi học tôi có yêu một người đó anh đó là lớp phó tôi là lớp trưởng tình bạn từ năm lớp 6 cho tới lớp 12 thì lúc đó tụi tôi phải lòng nhau rồi làm cái chuyện ấy ấy, lúc đó tôi còn quá nhỏ khi mà tôi có thai đó biết được là mình mất kinh. Tôi báo cho bác tôi biết. Bác đó, bác cái người bác này nè. Tôi không dám nói gì hết cho bên mẹ tôi với gia đình tôi nghe. Tôi chỉ báo cho bên nội thôi là người bác này người bác này thương tôi lắm thì bác mới an ủi bác mới nói rằng là nếu đã được chúa ban tặng thì con cứ sanh ra đi cái chuyện này là cũng lớn chuyện lắm cho nên bác sẽ đưa con đi về một nơi giống như là con đi du lịch chơi với bác đi bác sẽ sắp xếp cho chứ không có thể bỏ đứa bé này được vì nó cũng là một con người bây giờ lỡ rồi cứ âm thầm chịu đi con bây giờ mà con nói lớn lên thì bên gia đình ngoại con là dữ dằn lắm họ sẽ đi thưa không chừng ba của đứa bé bị bắt nữa rồi hàng xóm họ sẽ cười chê bác muốn gặp cái người đàn ông đó đó để hỏi hỏi xem họ có muốn nhận đứa con này hay không thì bác sẽ giúp đỡ bác sẽ đưa con đi lên đà lạt ở bên gia đình chồng bác bác sẽ nuôi nấng con cho tới ngày mẹ tròn con vuông thì khi mà hẹn được cái cậu đó tới đó nhìn mặt thư sinh rất hiền lành tôi mới nói hết tất cả là như vậy đó bà nội mới vừa qua đời, thì cậu này giống như là còn nhỏ đó, rồi chắc gia đình cũng khó lắm, cho nên cậu này không dám quyết định gì cả, không dám nói. cậu này tôi nhớ lúc đó quỳ xuống, chân bác thôi luôn á, nói với bác tôi rằng là bác ơi hãy giúp con, con không có dám nhận cái đứa nhỏ này, con không dám khi mà tôi nghe nói như vậy là tôi biết rồi không còn hy vọng bác tôi tự nhiên lúc đó bác tôi cười bác tôi nói nếu con nói như vậy thì bác đã hiểu thôi con đi về đi mọi việc để bác sắp xếp nhưng nhớ không được nói cho bất kỳ ai nghe suốt cuộc đời của con con cũng giữ kín chuyện này không được nói bất kỳ ai hứa với bác điều đó đi thì lúc đó tôi thấy bạn ấy hứa hứa với bác thôi gia đình tôi là đạo công giáo cho nên là cái vấn đề mà phá thai là chuyện không thể có rồi gia đình bên nội đạo nghĩa lắm nghèo nhưng mà sống hết mình vì hàng xóm vì những người nghèo mình đã nghèo rồi mà còn cho hết tất cả luôn á là bên nội còn bên ngoại thì có tiền lắm nhưng mà họ sống khác lắm nhưng mà họ cũng không có khi dễ ba tôi bà tôi cao lớn đẹp trai tới bây giờ nè ông cũng còn đẹp lắm mặc dù ông rất lớn tuổi nhưng mà nhìn trên khuôn mặt của ông là một cái nét buồn sâu thẳm luôn đó nhìn là thấy liền luôn cho nên đâu có người phụ nữ nào dám quen ba tôi đâu mấy năm sau bạn bè rồi ngày này nọ nhiều lắm đi chơi này nọ đó rồi tôi đi học nhiều người thương ba tôi thích ba tôi lắm rồi tôi cũng nói ba ơi ba nên lấy vợ đi rồi ba cũng nghe lời ba cũng cũng đi ăn uống cặp bồ này nọ nhưng mà hình như là người nào họ cũng lánh xa ba tôi hết vì ba tôi có một cái ám ảnh ở trong lòng đó. Thành ra cuối cùng bà ở giá tới giờ luôn. Thì để tôi kể tiếp cái chuyện mà khi mà người bạn trai của tôi đi về rồi đó. Thì bác của tôi ôm tôi, xoa bụng tôi và nói rằng là đây là con của bác. Con cứ yên tâm đi, con sanh ra đi, bác sẽ là người lo hết giấy khai sanh. Đây là con của bác. thì lúc đó tôi khóc cũng không khóc được cười cũng không cười được thì tôi cứ nói bác muốn làm gì thì làm thế là bác đưa tôi đi lên đà lạt chơi nói dối với bên ngoại là xây cái nhà ở trên đó đó cho nên là cho nó lên trên nó giúp rồi trả tiền đàng hoàng thì nghe thì ok mẹ của tôi cũng nói ừ cho nó đi đi để cho nó mở mang trí óc mẹ đó tôi cũng không ở với mẹ nhiều tôi ở với ngoại rồi tôi ở với nội ở hai bên luôn nhưng mà lúc đó mẹ của tôi đó làm ăn ở xa từ ở tỉnh lên sài gòn rồi cứ đi đi về về đi theo lơ xe này nọ đó bên mẹ thì có xe du lịch đó mà ngày xưa không phải gọi là xe du lịch đâu xe giống như là đi đi chở hàng vậy đó xe chạy bằng thang gì đó ngày xưa ngày xưa đó mẹ cũng không lo lắng gì cho tôi nhiều hết á. Nói chung tôi nhờ bên ngoại bên nội lo nhiều hơn. Rồi mẹ tôi đồng ý bên ngoại đồng ý, tôi đi theo bác đi lên Đà Lạt ở, bác chăm sóc cho tôi, bác yêu thương tôi, bác ở trên đó với tôi cho tới ngày tôi sanh luôn. lâu lâu chồng bác lên thăm. Các bạn có biết không? Đây là một người bác mà tôi phải kính trọng suốt cả cuộc đời của tôi. Không biết có ai làm được điều này hay không. Nhưng mà bác tôi đã làm được cho tôi. Từ lúc bác lên trên đó đó, bác và chồng bác luôn, bác trai và bác gái. Báo tin cho bên nội biết là có thai, cho nên ở trên dưỡng thai luôn. Cho nên khi tôi sanh em bé ra đó, ai cũng tưởng là bác sanh ai cũng tưởng là con bác bác lo giấy tờ như thế nào tôi không biết bác là mẹ trong giấy khai xanh bác trai là cha bác sắp xếp hết tất cả mọi việc xanh rồi được một tháng rồi thì tất cả mới đi về lại giấu hết tất cả luôn bác không có ai biết là con của tôi hết không ai biết hết chỉ có tôi Bác trai, bác gái Và ba đứa bé biết thôi Ba tôi nữa Thì trong cái thời gian mà Ba tôi về lại Mỹ Thì ba tôi liên lạc với bác nhiều Ba tôi là người biết rõ Ba tôi gửi tiền cho bác Để bác chăm sóc cho tôi Ba à, tôi là kỹ sư Ba còn làm thêm Đến điện lạnh đó Đó Ba làm cuối tuần thứ bảy chủ nhật thôi Nhà ai mới lạnh hư Mới Má nóng, mới lạnh gì ba cũng đi sửa hết. Thành ra cái đó ba kiếm được rất nhiều tiền. Ba cũng mua được nhà cửa. Nói chung là ba tôi giỏi đó. Nhưng mà ông không có lấy một người vợ nào hết. Ba cứ sống như vậy. Ba buồn lắm. Cái buồn của ba nó thể hiện trên khuôn mặt luôn. Thì à, ba tôi bảo lãnh. Ba tôi bảo lãnh tôi chỉ có trong vòng khoảng... Năm mấy á. Giờ tôi không nhớ chính xác lắm ha. Nhưng mà tôi thấy cũng mau lắm Là tôi đi Mỹ được Ba tôi bảo lãnh con mình tôi à Là tại vì con tôi đâu phải tôi đứng tên khai sanh Bác của tôi Cưng cái đứa con này vô cùng Với lại đã giấu là phải giấu luôn Tôi có thể qua thăm được Dẫn đi chơi được, bồng bế được Nhưng Là con của bác tôi chứ không phải là tôi Tôi chỉ là người mang nặng đẻ đau Còn hai bác Là nuôi nấng Con tôi nên người con tôi hiện tại bây giờ là bác sĩ đó bác sĩ ở mỹ này nè rất là có hiếu có hiếu luôn cả với ba tôi với tôi nữa nhưng mà tới giờ này thì con tôi vẫn không biết được không biết tôi là mẹ tới giờ phút này nè cũng không biết có nhiều câu chuyện sống để đời chết mang theo cuộc sống cứ như vậy mẹ của tôi đưa ra phi trường và mẹ có nói một câu nếu con qua bên đó ba có làm gì cho con không vừa lòng thì hãy nhắn tin cho mẹ không có người mẹ nào bỏ con nhưng tại vì mẹ phải buôn bán lo lắng cho gia đình cho nên là không gần gũi con nhưng bên nội bên ngoại chăm sóc con như vậy cũng là quá đủ rồi hãy gọi cho mẹ hãy nhắn tin cho mẹ hãy viết thơ cho mẹ mẹ sẽ có người ở bên Mỹ bảo bọc con. Thật sự ra trong lòng tôi đó, tôi thương ba tôi nhiều hơn. Mặc dầu là tôi cũng không có gần ông. Rồi tôi cũng không gần mẹ tôi nữa. Cái tôi gần là các bác, các dì bên nội bên ngoại, người ta nuôi tôi mà. Tức là tình yêu thương giữa ba giữa mẹ tôi đều không có. nhưng mà tôi chứng kiến được cảnh ba tôi và bà nội cho nên tôi thương ba nhiều rồi ba bảo lãnh tôi qua mỹ nữa ngày đầu tiên qua ba là người đàn ông mà tôi lớn rồi mà ba chỉ dẫn cho tôi dạy tôi dạy luôn cả chuyện vệ sinh phụ nữ nữa tôi cười tôi nói ba đâu có phụ nữ đâu sao ba biết thì ba nói rằng là không biết mình phải học hỏi để biết chứ con cái gì ba biết ba chỉ con cái gì con không biết con cứ hỏi ba đi ba sẽ hỏi thăm và ba chỉ cho con đừng ngại ngùng gì cả bất kể chuyện gì nha con chứ đừng có âm thầm rồi làm rồi lỡ nó sai đi ảnh hưởng tới sức khỏe thì không tốt tôi thương ba tôi vô cùng khi tôi bước chân qua tới mỹ một vài ngày đầu tôi đã cảm thấy là tôi yêu ba tôi nhiều không thể tưởng được ba tôi rất là nhỏ nhẹ chỉ dẫn cho tôi thậm chí đó tôi ngủ đó ông còn qua đắp chăn cho tôi ông dặn tôi là con ngủ đó con cứ mở cửa phòng hí hí đi có gì thì cứ gọi ba nửa đêm lạnh quá nửa đêm nóng quá cửa phòng của ba cũng luôn mở nha con cũng vậy mình có hai cha con thôi đó thì tôi nghe ba nói như vậy thì sao thương ba vô cùng trong hai tuần đó là lo hết giấy tờ rồi ha là bắt đầu ba cho vô trường học ba chỉ nói một câu rằng là con ơi học là trên hết nha con con phải có học cố gắng học học chữ sau đó học làm việc nghe lời ba đi. Nếu con học không nổi thì nói cho ba biết nhưng mà con nhớ là phải học. Nghe lời ba. Trời đất ơi phải công nhận tôi học giỏi thiệt. Tôi học quá giỏi luôn. Tôi được trường tặng rất nhiều bằng khen. Ba tôi hãnh diện khi có một đứa con như tôi. Là về môn văn tôi giỏi cực kỳ giỏi. Tôi viết những bài văn nhưng mà lỗi chính tả viết về tiếng mỹ mà tôi cũng viết sai hơi nhiều nhưng mà không sao được ba tôi dịch lại tôi làm về một bài văn tôi tả về mẹ tôi về bà nội tôi về các cô chú bác tôi về ba tôi tôi nói rất nhiều tôi nói với tâm tư của tôi những cái bài đó hiện tại bây giờ tôi vẫn còn giữ đây tôi viết tiếng Anh tôi không viết tiếng Việt ba tôi nói tôi rằng là dù có như thế nào cũng không thể nha con không thể quên tiếng Việt được tại vì tiếng Việt rất cần ở bên Mỹ thế là tôi cứ như vậy tôi đi học hai cha con bảo bọc nhau chăm sóc nhau bà tôi mua tặng tôi một chiếc xe Honda bà phê óp luôn nhưng mà ba mua xe nó ít option ở bên trong, rẻ tiền. Về off luôn. Là tại vì ba nói ba có Như ba cho hết. Để khỏi phải thiếu nợ mà con cũng không cần phải lo lắng. Sợ ba không có tiền trả hoặc là con không có tiền trả, ba cho. Với tôi đây là một người ba vĩ đại nhất trên đời. Trong vòng khoảng 6 năm, là bạn của ba tôi đó. Ông có một người con trai. Thì cái người con trai này đẹp trai, cao to lịch sự cũng như ba mà người con trai này thì cũng thân với ba tôi lắm hình như cũng thương ba tôi lắm đó thì mới làm mai cho tôi thì mới đầu tôi gặp ảnh thì tôi thấy anh đẹp trai rồi ga lắng lắm thì tôi cũng thích với lại ba nói rằng là ba biết cậu này cũng lâu rồi thì tôi bằng lòng nói là ba muốn thì con chịu trong vòng một năm thôi à là tổ chức đám cưới chồng của tôi làm hãng mơ ước của tôi đó là tôi học học nữa học mãi tôi muốn được làm dược sĩ nhưng mà giấc mơ đó của tôi không thành tôi học giỏi tôi viết văn hay nhưng mà rồi cái công việc ổn định của tôi nó không đâu ra đâu hết có thể là tại vì tôi đứng núi này trong núi nọ nhiều quá tôi thích cái này tôi thích cái kia tôi thích cái nọ cuối cùng không có bến đổ thôi ba tôi cũng không có ép tôi ba tôi chỉ nói rằng là con muốn cái gì thì ba giúp cái đó trong khả năng của con chứ ba không ép con rồi cuộc đời tôi cứ như vậy mê viết văn các bạn cho nên là tôi cứ cầm cái viết lên là chữ nghĩa trong đầu tôi nó bung ra rất là nhiều luôn tôi viết tôi viết tiếng việt tôi viết tiếng mỹ luôn Tôi ngồi tôi tưởng tượng những câu chuyện Nhưng mà tôi mê nhất là những câu chuyện trinh thám Cho nên tôi viết về chuyện trinh thám rất là nhiều Viết rồi thì cũng chỉ để đó thôi chứ làm gì giờ Đó Nhưng mà tôi cũng ít coi chuyện trinh thám lắm Khi mà lấy chồng thì chồng tôi cũng nói rằng là Khi nào em thích việc gì thì em làm việc đó Anh nuôi được em mà Thật ra tôi ở nhà một năm luôn thì gần một năm thì tôi có thai nhưng mà để tôi kể nè ba của tôi đó không có nói cho cái người chồng của tôi biết là tôi đã không còn chinh mà tôi cũng không nói luôn anh ấy cứ tưởng tôi còn chinh cái đêm đầu tiên động phòng đó với người Mỹ mà anh ấy qua Mỹ cũng hồi nhỏ thì anh đâu có quan trọng vấn đề đó đâu nhưng mà anh này lại quan trọng vấn đề đó và anh có một chút thắc mắc là sao em không có đỏ đó mình không nói được cái chữ đó trong YouTube nha các bạn sao em không có cái đó tôi mới cười tôi nói hồi nhỏ tôi bị té bị accident cái nó mất cái đó rồi có bác sĩ chứng minh đó tôi giả bộ tôi nói như vậy đó thì anh nghe anh tin lắm anh rất tin luôn trường hợp đó có mà các bạn té mất cái màn đó là có tụi tôi sống với nhau hạnh phúc năm đầu tiên tôi ở nhà ảnh nuôi tôi thì quyết định qua năm thứ hai đi làm thì lại có thai tôi có thai thì ảnh vui mừng lắm anh là một người chồng tốt đó các bạn làm việc giỏi nữa thì đẻ đứa con này ra thì nó lại ẩn tuổi hai vợ chồng tôi tôi và ảnh cùng tuổi luôn nha các bạn đẻ đứa con ra cùng tuổi luôn thì ở bên ngoài tôi mới nói rằng là sao lúc con có bầu con không cho mẹ biết tôi mới nói rằng là ờ thì giờ con nói đó thì lúc đó mẹ tôi nói phá thai con mà không phá đó là hai vợ chồng con bỏ nhau đó thì tôi mới nói rằng là làm gì có chuyện đó Không Mẹ sao vậy Bộ mẹ tưởng rằng là muốn có thai là có hả Muốn bỏ là bỏ hả Bây giờ con lớn rồi Con có gia đình rồi Sự quyết định là ở con, của chồng con Mẹ đừng có nói những lời ác đức như vậy Mẹ nghĩ rằng là Bỏ con Bỏ đứa bé này đi Giống như là mẹ bỏ con vậy đó hả Mẹ có phải là mẹ không? Đó Thì lúc đó tôi giận lắm cho nên tôi mới nói ra những lời như vậy Nhưng mà tôi thấy mẹ tôi không được Rồi thế là bên ngoại nha Cái này chỉ là bên ngoại thôi Rồi đất ơi Họ đi coi bói Rồi họ nói rất là nhiều luôn Họ nói um, đứa con này sanh ra ẩn tuổi hai vợ chồng Mạc suốt kiếp Nghèo khổ ô, Không có cái gáo dừa muỗng dừa gì ăn cơm gì đó Nếu không thì vợ chồng ly tán Một là chồng chết hay là vợ chết rồi uh, uh, tù tội vân vân rồi nó coi nói nghe mà tới chóng mặt luôn nói nhiều lắm gọi qua ba tôi luôn đi qua bên bà nội đó xin số phone của ba gọi qua làm dữ lắm có ngoài đó thôi ừ, nó đang có thai mà đứa con đó là ẩn tuổi cha tuổi mẹ tôi không muốn là có chuyện xảy ra với cháu tôi mà tôi nói thiệt với các bạn nha bên ngoài đó họ đâu có coi tôi ra gì đâu Họ cũng thương tôi là tại vì tôi là đứa trẻ Rồi ba mẹ như vậy vậy họ thương thôi Họ thương là thương những đứa kia kìa Là tại vì nó có cha có mẹ đàng hoàng Cha mẹ nó làm ăn khá giả Còn tôi là ba mẹ tôi là như vậy đó rồi Nói chung là Nếu mà nói thì tôi như con ghẻ trong nhà vậy đó Cháu, cháu ghẻ Họ mới thương tôi đâu Họ đạo đức giả lắm Tôi qua Mỹ Cái đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được Là tôi gửi về cho mẹ tôi đó rồi tôi cũng nghĩ rằng là ờ mình qua mỹ mà cho nên là tôi mua rất là nhiều đồ mỹ tôi kiếm tiền tôi không dám xài luôn á mà tôi thích mua sắm nữa tôi mua nhiều lắm đồ ăn đồ uống bánh kẹo cái gì tôi thấy tôi mua được ở quơ mạt nè tôi gửi về bên mẹ tôi bên nội tôi bên mẹ thì nhiều hơn đó rồi tôi cho họ thành ra khi tôi đi mỹ rồi họ mới cũng giống như là đầu môi chót lưỡi họ yêu tôi họ thương tôi họ quý tôi chứ không có đâu giờ tôi biết hết rồi lúc đó tôi mới giận tôi mới nói là gia đình bên ngoại tôi ác quá coi một đứa trẻ giống như là không được như vậy giống như là lúc đó tôi nghĩ là bên mẹ của tôi giống như là là giống như là quỷ vậy đó giống như Lucifer vậy giống như quỷ vậy đó kỳ lắm đó cho nên từ lúc đó tôi không hề liên lạc với bên mẹ nữa thì à, tôi có tâm sự với lại bác của tôi. Trời ơi, tâm sự thường xuyên lắm. Thì bác tôi lại mỉm cười. Bác tôi nói rằng là ai họ nói gì kệ họ. Thiên Chúa đã cho con thì con đón nhận. Ngoài trường hợp bất khả kháng. Chẳng lẽ cuộc đời của cháu tôi là như vậy. Không sao đâu con. Con cứ sanh đi. Rồi con nuôi không được thì đưa về đây bác nuôi tiếp. Nghe những câu đó thật sự là cảm động. Tôi thương bác tôi vô cùng. Thì... À, khi tôi có thai tôi sanh con bên ngoại của tôi là tôi không nói chuyện luôn đó nhưng mà với bên nội ai cũng vui mừng hết bác tôi cười bác tôi nói nếu mà theo như đạo phật với lại những cái mà người ta nói truyền miệng nhau dân gian đó thì thí dụ như là hai vợ chồng cùng tuổi sanh con ra nếu mà cùng tuổi luôn tức là nó ẩn tuổi thì chung là không may đó thì cũng có người bị chuyện này chuyện kia. Nhưng mà con ơi, nếu con muốn thì con sanh ra đi rồi con mang về Việt Nam bác nuôi. Tức là cái đứa bé này mặc dầu là con hay vợ chồng con là cha là mẹ đứng tên, nhưng mà con không nuôi nó bên cạnh thì chắc có thể nó cũng giảm được chút. Cái đó là bác nghĩ vậy bác nói thôi nha, không biết có đúng không nữa. Nhưng mà đạo công giáo mà tức là cái chia ly với phân ly người ta như vậy là tội lỗi lắm. Thì nghe nói rồi cười thì tôi hứa với bác rằng là khi nào con của con được 6 tháng hàng năm gì đó thì con sẽ đưa về gặp bác thì con tôi đúng một năm là hai vợ chồng tôi về trời ơi chồng tôi lần đầu tiên về việt nam á ngáo ơi là ngáo luôn qua bên nội trước ba không có về ở được khoảng một tuần tôi mới chưng hững được khi ba tôi làm mai tôi cho người đàn ông này thật sự là ba tôi có biết được là gia đình của họ như vậy không trời đất ơi số đề đánh bài chứa ở trong nhà đã bao nhiêu sòng luôn đánh lớn lắm rồi đánh số đề bia rượu nói chung là toàn là như vậy đó các em các chị bên chồng thôi đó ông nào mà thua quá là gọi mấy cô gái tới cho xả xui Trời ơi, tôi tá quả luôn. Tôi đâu có biết là gia đình bên chồng tôi như vậy đâu. Tôi đâu biết. Đây đây tôi về tôi mới biết đó. khoảng tuần lễ mới biết đó. Tự nhiên thất vọng các bạn. Thất vọng luôn. Ở bên nhà chồng một tuần, sau đó tôi về nhà nội tôi. Rồi bên gia đình tôi nói trời ơi kéo qua làm dữ lắm. Cuối cùng thì bác tôi và mọi người nói thôi con về bên nhà ngoại ở đi con. Uh, thăm gia đình ở bên đây được vài ngày như vậy là được rồi. Thế là tôi đi theo về ngoại. Thì... Uh, Mẹ của tôi đó, nận con của tôi chút vậy rồi thôi đó. Hình như là mẹ của tôi cũng không biết thách khe bé, không biết gì hết trơn. Tôi cứ ôm con tôi cứ khư, khư trên tay như vậy nè. Rồi đâu có đi đâu chơi, đâu có gì được đâu. Mà chồng tôi thì về Việt Nam là muốn đi chơi. Tôi đi ra Cà Mau tạ ơn cha Phan Xích Cô Trương Bụi Diệp. Đó là gia đình tôi tổ chức đi như vậy đó. Rồi đi tạ lễ, nhà thờ này nhà thờ kia xong hết rồi về. Chồng của tôi là người ngoại đạo, nhưng mà anh ấy nghe tôi Anh ấy đi nhà thờ với tôi mỗi tuần luôn đó Nhưng mà không có làm phép hôn phối, không có gì hết á Nói chung là anh ấy thấy tôi đi nhà thờ Thì anh ấy nói anh đi nữa, chở tôi đi hai hai chồng đi nhà thờ Nhưng mà vô đạo thì anh ấy không vô Tôi khuyên nhiều lắm nhưng mà anh ấy cũng nói là Gì đó, cứ hứa lần, hứa lần, hứa lần nhưng mà anh ấy không vô Tôi không thuyết phục được Tôi mới nói với mẹ tôi là tụi con muốn đi Vũng Tàu chơi, tụi con muốn đi đây đi nọ chơi. Mẹ coi con cho tụi con được không? Mẹ tôi trả lời liền không. Mẹ phải làm việc của mẹ. Rồi tôi hỏi các bác, các cô gì đó bên ngoài, nói chung bên ngoài chẳng ai giúp được gì tôi hết trơn. Họ chỉ biết có tiền của tôi thôi, họ không biết gì hết trơn hả? Rồi, thế là tôi mới gọi cho bác của tôi. Tôi nói bác ơi, vợ chồng con muốn đi chơi đó. Mà giờ có em bé đi thì không tiện. Trời ơi, bác vui vẻ mang cháu qua đây ở đây bác chăm rồi hai vợ chồng đi chơi đi trời ơi thấy bên nội tôi không thì nghe cũng vui thế là tôi mang con qua gửi bác hai tuần lễ luôn hai vợ chồng đi chơi đi về quê rồi đi ra bắc rồi đi đi, đi chơi lắm hai chồng thật là hạnh phúc đó thì um, tới ngày về lại mỹ bên nội bên ngoại gì cũng ra rất là nhiều đưa tôi trời ơi sướng ghê luôn á quá trời người đưa luôn ở bên nội của tôi nè rồi ở bên gia đình chồng nè rồi bên mẹ của tôi nữa thiệt là giống như là sướng lắm thích lắm được nhiều người đưa mình đi này đó thích lắm nhưng mà trong đầu tôi đó vẫn có một cái suy nghĩ rằng là tại sao bên gia đình chồng tôi lại như vậy thì tôi về tôi mới kể cho ba tôi nghe thì ba tôi nói ba không biết thật sự là ba không biết ba chỉ biết nó ở bên mỹ này thôi chứ ba đâu có biết đó thì thôi nghe vậy thôi thì ba mới nói rằng là chuyện của họ cuộc sống của họ cái nghề của họ có không có sao cả họ làm họ biết mà đâu có liên quan gì tới con mình chỉ cầu mong cho họ làm những việc lành thôi ờ thôi nghe ba nói như vậy cũng ok Hai vợ chồng tôi sống với nhau được 7 năm. Chỉ có 7 năm thôi. Tự nhiên tôi thấy ảnh... Đổi tánh. Đổi 180 độ luôn á. Có thể nói là tới 360 độ luôn. xanh con rồi. Là tôi đi làm hãng đó. Bữa đó tôi đi làm về thì... Tôi nghe ở trong nhà... Sao nó có mùi của cái lá đó. Si Si không có nói tên cái đó ra được nha xin nói cái lá là các bạn cũng hiểu rồi ha ai hút cái này trong nhà vậy thì chồng tôi mới nói là hồi nãy anh kêu mấy người mẹ tới nó sửa cái này nè chắc tụi nó hút á ờ à, thôi rồi nghe như vậy ok được tôi nói à, mai mốt á anh đừng cho tụi nó hút ở trong nhà này nữa nha em nghe cái mùi này em bị dị ứng không được ờ à, chồng tôi ok em rồi tôi để ý tôi lấy làm lạ lắm cứ mỗi ngày thứ năm Đúng ngày thứ năm. Tôi đi làm về là tôi nghe mùi đó. Chẳng lẽ có đúng thứ năm là ông kêu người ta qua. Để sửa đồ hả? Toàn là nghẹt cầu với nghẹt cống không à? Cái. Um, lần thứ năm luôn tôi mới hỏi ông nha. Tôi nói anh. Anh nói dối em. Không thể nào. Mà cứ em để ý. Cứ tới thứ năm em về làm nghe cái mùi đó. Ở đâu anh? Anh rủ bạn bè tới đây hả? Thì tự nhiên cái ông khai thiệt luôn ông nói không anh đó thì tôi nghe tôi hết hồn sao vậy sao anh thấy cái đó thì ông mới nói thẳng với tôi luôn không giấu gì em anh bán rồi tôi coi nghe một cái tá quả tâm tin luôn các bạn tá quả tâm tinh luôn thế là tôi đâu có chịu đâu tôi dậy nảy lên tôi nói anh bỏ ngay Bỏ ngay cái việc đó cho em, anh có việc làm đàng hoàng mà. Bỏ liền cho em. Anh muốn cái gì? Bây giờ em đi cày, cày hai ba chớp cũng được. Anh thiếu nợ hả? Hay anh muốn sao? Anh muốn cái gì? Ông đều lắc đầu hết, ông nói không có, không có gì hết á. Tự nhiên anh thích à thì anh bán để anh lấy tiền để chơi. Tôi làm sao tôi chấp nhận như vậy được? Cho nên tôi khẳng định là không. Chỉ có như vậy thôi mà ông bỏ tôi đó. Ông bỏ tôi không thương tiếc luôn. Ông bỏ ông đi luôn. Ông đi rồi cái ông gọi điện thoại cho tôi. Ông nói dối. Là... Ông lấy vợ... CC xin được tạm ngừng video ở đây. Xin mời quý khán thính giả của CC nghe tiếp phần 2 vào ngày mai. Bye bye. I love you.